Mến chào cả nhà. Hôm nay chúng ta cùng cập nhật tiến độ đường T1 vào sân bay Long Thành và đường T2 song song cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đường T1 dài 4,3 km. Điểm đầu là từ cổng phía tây sân bay Long Thành kết nối với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, quốc lộ 51 và điểm cuối thì kết nối với tỉnh lộ 25C ở Nhân Trạch. Tuyến đường này rộng từ 85 đến 120 m, có 8 làn xe chính và 6 làn xe song hành hai bên. Đã thấy nhiều người quay từ quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành thì hôm nay mình quay đúng quy hoạch nha, là bắt đầu từ cổng sân bay Long Thành đi ra quốc lộ 51. Đặc biệt hôm nay mình thấy có một nhánh cầu vượt đã bắt đầu gác dọc. Giờ thì mời cả nhà cùng xem. Tuyến T1 T2 thuộc gói thầu 6.12 của dự án thành phần 3 sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Dự án được khởi công từ tháng 7 2023, thời gian thi công là 885 ngày, tức là khoảng 2 năm rưỡi. Tổng giá trị của gói thầu này là 2.630 tỷ đồng. Hiện nay tuyến T1 đang thi công các phối đa dâm để các phương tiện dễ dàng vận chuyển máy móc và vật tư vào xây dựng sân bay Long Thành. Trước mắt ta đây là nơi giao nhau của tuyến T1, T2 và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Chủ đầu tư cho biết các nhà thầu đã huy động 630 người, 196 máy móc trang thiết bị để đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công. Hiện nền đường tuyến T1 đã đạt hơn 40%, thi công cọc phân nhồi đã đạt gần 1.000 trên 1.200 cọc. Các bệ trụ đã hoàn thành 82 trên 138 bệ, thân trụ đã đạt 30 trên 138 cái và hiện tại đã bắt đầu gác dầm. Tổng tiến độ gói thầu 6.12 hiện nay đã đạt được 21%.
Đây là tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công đường T2 có 4 làn xe song hành với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Tuyến T2 này dài 3,5 km, nối từ tuyến T1 đến cao tốc Long Thành Dầu Dây.